Cưới được 5 tháng, phát hiện vợ đi cặp bồ với U60. Em nói em đi làm mà em đi cặp bồ đi à các thương? Hả? Em cặp với một thằng già mà hơn cả tuổi bố em mà em cũng cặp được à? Hả? Nói chuyện gì, không nói chuyện gì cả. Đây này. Rồi, nói chuyện gì nữa? Đó nè. Cả nhà thấy nè, vợ tôi mới cưới 4 tháng, 5 tháng, bây giờ đi cặp bồ này. Rồi. Như vậy là tình cảm hai vợ chồng mới được có 4 tháng thôi. Nhưng mà vợ thì đã vào nhà nghỉ với lại một người đàn ông đáng tuổi bố của cô ấy, theo những gì mà anh chàng này chia sẻ. Đấy. Rồi. Đây. Đó. Bà con tuổi này thì tôi hỏng rồi. Mới cưới có 4 tháng, đang trong những cái giai đoạn gọi là mặn nồng nhất của tình cảm vợ chồng, mà đã đi cặp bồ thế này thì tôi thấy là cái này là phải xem lại từ lúc mới cưới thôi nha. Và để ủng hộ những video mới thì đừng quên click vào đây xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức.